Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Thủy nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu, giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi em chào chị. Chào bác Thái, chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua nha. Bữa nay em có lên mới hoa giấy ghép thành phẩm, mong cô chú anh chị vô xem và ủng hộ em ạ. Địa chỉ nhà vườn em là Tăng Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0969553364, đồng thời cũng là số Zalo của em. Còn mất thời gian cô chú anh chị em lên mã M1 ạ. Em đo thông số. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 76, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 82. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 19, cây mã M1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 280k. Gồm có hồng tuyết và đỏ rất da của anh chị em. Các cây trên lai em bao gồm phí vận chuyển toàn quốc quý cô chú anh chị. 280k là cây mã M1, giảm sinh xuống. Tiếp theo em lên mã M2. Một cây mỹ đỏ đuôi cáo anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 55, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 76. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 13, cây mã M2 nằm giao lưu với cô chú anh chị mình là 220k. 220k cho cây mã M2, em xin xuống á. Tiếp theo lên mã M3. Một cây tím bướm à, già, già mùa anh chị em. Nhìn nhìn. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 97, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 69. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 17, cây mã M3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k. 300k cho cây mã M3. Giảm sinh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M4 ạ. Một cây cẩm thạch tím siêu bông của anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 70, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 78. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 20, cây mã M3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k. 350k cho cây mã M4 nha. 350k cho cây mã M4 á. Giảm sinh xuống á. Tiếp theo em lên mã M5. Cam lửa anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 70, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 70. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 12, cây mã M5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 200k. 200k cho cây mã M5 á. Giảm nhanh xuống á. Tiếp theo em lên mã M6 á. Một cây petro của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 65, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 85. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 15. Cây mã M6 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 250k. 250k cho cây mã M6 á. Em xin xuống. Tiếp theo em lên mã M7 á. Tiếp tục là một cây tím bướm của anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 58, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 78. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 13. Cây mã M7 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 250k nha. 250k cho cây mã M7 á. Giảm sinh xuống á. Tiếp theo em lên mã M8 á. Một cây ghép hai màu anh chị em, Kajata và Petro. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 1m. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 84. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 25. Cây mã M8 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 420k. 420k cho cây mã M8 á. Cây này tàn rất lực của anh chị em. Em lên xuống á. Tiếp thêm lên mã M9 á. Một màu đỏ lửa. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 79, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 86. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 17. Cây mã M9 này em giao lưu với cô chú anh chị 280k. 280k cho cây mã M9 á, giảm lên xuống á. Tiếp theo lên mã M10. Tím bướm của anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 77, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 83.
hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 15. Cây mã M10 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k. 300k cho cây mã M10 ạ. Giảm thêm xuống ạ. Thêm lên mã M11 ạ. Một màu đỏ lửa của anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 92. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 92. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 17. Cây mã M11 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 280k. 280k cho cây mã M11. Giảm thêm xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M12 ạ. Một cây thái nhiều màu anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 1m03. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 1m04. Cây làng sổ búp à. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 19. Cây mã M12 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 430k. Cây này gồm có màu vàng anh chị em, màu cam, màu đỏ, màu hồng và màu trắng phước hồng. Đủ 5 màu thái ha. 430k cho cây mã M12 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo lên mã M13 ạ. Cây này gồm có cẩm thạch tím lục bình, hồng tuyết. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 72. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 88. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 21. Cây mã M13 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 320k nha. 320k cho cây mã M13 ạ. Giảm trên xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M14 ạ. Cây này gồm có vàng thái, đỏ lửa, cam lửa. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 1m03. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 95. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 23. Cây mã M14 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 380k nha. Hồng gân nữa anh chị em. Có thể hơn màu nha, tại vì một số nó chưa lên. 380k cho cây mã M14 á. Toàn tròn quay ha. Giảm dinh xuống á. Tiếp theo lên mã M15. Cây ghép nhiều màu anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 1m05. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 1m05. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 23. Cây mã M15 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha. Cây này gồm có đỏ lửa, ruby tím lửa là 2, vàng thái là 3, hồng gân là 4. 550k cho cây mã M15 ạ. Chém xin xuống ạ. Tiếp theo lên mã M16 ạ. Size này size lớn của anh chị em. Vàng thái, đỏ lửa, hồng gân, cam lửa. Tán ngang ở đây em ra được cho mình 1m2. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 1m16. Cây đang lên búp của anh chị em. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 24. Cây mã M16 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700k nha. 700k cho cây mã M16 ạ. Thái vàng nó đang sổ cứng búp ha. Những cây như thế này thì vận chuyển nó hạn chế sự rụng hoa của nó. Giảm trên xuống mã số 16 ạ. Tiếp theo em lên mã số 17 ạ. Tiếp tục là cây nhiều màu. M17. Gồm có hồng gân, cam lửa, ruby tím lửa, đỏ lửa, vàng thái. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 84, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 1m1. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 16. Cây mã M17 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 420k nha. 420k cho cây mã M17 á. Giảm xin xuống á. Tiếp theo
lên M18 ạ. Vàng thái đang xỏa tàn quý anh chị em. Đỏ lửa, tím pháp, hồng gân, cam lửa. Nói chung cái lô này ghép rất là nhiều màu, nhưng mà nó lên một số, còn một số nó chưa lên, mình kể những cái màu nó đang lên nha quý anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 92, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 1m17 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 21. Cây mã M18 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 420k. 420k cho cây mã M18 á. Giảm kinh xuống ạ. Tiếp theo lên mã M19 á. Tiếp tục vẫn là cây nhiều màu, gồm có đỏ lửa, cam lửa, trắng phất hồng thái, vàng thái. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 96, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 1m15. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 21. Cây mã M19 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 430k nha. 430k cho cây mã M19. Cây này thì có vết lỗi ở đây nha quý cô chú đây, anh chị. Nhưng mà nó quá đá quý anh chị. Dạ. Dạ em xin xuống mã M19 ạ. Tiếp theo em lên mã M20. Một cây thái nhiều màu, tàn nó xỏ xuống nhìn rất là đẹp quý anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 1m05. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 1m35. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 28. Cây mã M20 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha. Cây này thì gồm có màu vàng, màu cam, màu hồng, màu đỏ, màu trắng phất hồng và màu hồng gân, 6 màu quý anh chị. Dạ, 550k cho cây mã M20 ạ. Dạ em. Cây mã M20 này cũng cây cuối trong clip của em mà mong cô chú anh chị xem ủng hộ em ạ. Dạ, em chào cô chú anh chị, chào Thái. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, Phường Chị Thủy nha.